Quách Ái Minh, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1967 tại Hồng Kông, là một nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình. Quách Ái Minh có bằng thạc sĩ kép về kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện của Đại học Nam California. Năm 1991, cô tranh cử Hoa hậu Hồng Kông và giành chức vô địch. Năm sau, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu quốc tế Trung Quốc và giành giải Á hậu và giải ngoại hình dân tộc đẹp nhất. Sau đó cô chính thức ký hợp đồng với đài truyền hình TVB Hồng Kông để ra mắt. Sau khi Quách Ái Minh ra mắt với vai trò diễn viên, cô được khán giả biết đến với vai diễn Long Kỷ Văn có ý chí mạnh mẽ và đầy tính cạnh tranh trong bộ phim truyền hình Đại Thời Đại và trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng. Cũng vì bộ phim này mà cô và Lưu Thanh Vân trở thành một đôi và đăng ký kết hôn vào năm 1998. Ngoài ra, cô còn lọt top 10 nghệ sĩ truyền hình của Net Weekly trong 4 năm liên tiếp từ 1993 đến 1996. Năm 1999, Quách Ái Minh và Lưu Thanh Vân lần thứ hai hợp tác trên cùng một sân khấu trong bộ phim Mục Lộ Hung Quang, được công chúng đón nhận nồng nhiệt với điểm đao bần là 7.1. Từ năm 2000 đến năm 2006, cô đóng phim truyền hình dài tập chẳng hạn như Cuộc Chiến Thế Kỷ và Niềm Tin Một Đời. Năm 2008, cô lần đầu tiên đến Đại Lục để quay bộ phim truyền hình Phương Thế Ngọc 2 để kỷ niệm bộ phim đầu tiên Phương Thế Ngọc. Sau đó, Quách Ái Minh rút lui về tuyến thứ hai để hỗ trợ sự phát triển sự nghiệp của chồng cô là Lưu Thanh Vân. Đời tư của Quách Ái Minh. Năm 1992, Lưu Thanh Vân và Quách Ái Minh gặp nhau và hẹn hò khi quay phim Đại Thời Đại, và họ kết hôn vào tháng 6 năm 1998. Quách Ái Minh và Lưu Thanh Vân được mệnh danh là cặp đôi kiểu mẫu trong giới. Hoa hậu xấu nhất Hồng Kông và cuộc hôn nhân 25 năm không con cái vẫn được chồng cưng chiều như nữ hoàng. Chẳng ai nghĩ người phụ nữ có nhan sắc như thế này lại từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, nơi hội tụ các giai nhân sắc nước hương trời. Dù vậy, Quách Ái Minh vẫn khiến vạn người ngưỡng mộ vì là người phụ nữ toàn năng, mang phẩm chất đức hạnh. Năm ấy, Quách Ái Minh nghiễm nhiên qua mặt Chu Gia Linh và Thái Thiếu Phân để giành ngôi vị cao nhất. Theo truyền thông Hồng Kông lúc đó, việc Quách Ái Minh trở thành Hoa hậu là điều không thể tin nổi. Vì vậy, sau khi đăng quang, Quách Ái Minh phải chịu sự gièm pha của dư luận trong suốt một thời gian dài. Mặc dù không có thế mạnh về nhan sắc nhưng Quách Ái Minh lại dần chinh phục công chúng bởi sự thông minh và duyên dáng của mình. Cô còn được mọi người ca ngợi là người đẹp tài trí song toàn. Cũng giống như bao nàng hoa hậu khác, ngôi vị vương miện mở cửa đưa Quách Ái Minh bước chân vào làng giải trí một cách dễ dàng. Khi đó, nhà đài TVB đã giao cho Quách Ái Minh nhiều vai diễn nặng ký nhưng cô đều từ chối. Vì là người phụ nữ thông minh và khéo léo, Quách Ái Minh cho rằng mình không được học diễn xuất bài bản nên không thể qua mặt những diễn viên khác, vì thế cô đã nhận vai phụ để từ từ trau dồi kỹ năng. Sau khi đăng quang một năm, Quách Ái Minh được đảm nhận vai diễn trong phim Bom Tấn Đại Thời Đại 1992 cùng dàn diễn viên nổi tiếng Trịnh Thiếu Thu, Lưu Thanh Vân. Mặc dù chỉ đóng vai thứ 9 nhưng khả năng diễn xuất của Quách Ái Minh đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau đó, Quách Ái Minh liên tiếp xuất hiện trong những bộ phim TVB. Trong số những tác phẩm đó, vai diễn nữ cảnh sát Gia Văn là người thứ ba chen vào mối tình của Cao Tiệp, Trương Đại Dũng, Quách Khả Doanh và Đào Đại Vũ đóng trong phim Hồ Sơ Trinh Sát 2 gây ấn tượng sâu sắc nhất. Với vai diễn này, Quách Ái Minh hoàn toàn khiến khán giả nổi điên với tính cách trơ trẽn của nhân vật. Đây cũng được xem là vai diễn người thứ ba để đời, khiến khán giả không bao giờ quên được. Suốt 15 năm sự nghiệp, từ 1991-2006, Quách Ái Minh chỉ khiêm tốn đóng hơn 10 bộ phim. Nhưng trong hành trình sự nghiệp ngắn ngủi đó, cô đã tìm được chân ái của đời mình là nam diễn viên Lưu Thanh Vân khi cả hai cùng tham gia bộ phim Đại Thời Đại. Đối với những người phụ nữ khác, sau khi có được sự nghiệp, họ cũng phải trải qua nhiều khó khăn chật vật để tìm kiếm tình yêu đích thực cho riêng mình. Nhưng đối với Quách Ái Minh, điều đó lại khá suôn sẻ khi mới gia nhập làng giải trí được một năm đã tìm người đàn ông có thể ở bên mình suốt đời. Lúc mới yêu, Quách Ái Minh chỉ là nàng hoa hậu có nhan sắc kém và đang là tân binh của đài TVB, trong khi Lưu Thanh Vân đã là diễn viên nổi tiếng, từng bước chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình. Tưởng đâu họ sẽ để tâm sự khập khiễng về danh tiếng, nhưng hóa ra cả hai lại có trái tim đồng cảm, có thể hòa hợp tất cả vào nhau. Sau 6 năm yêu nhau, vào năm 1998,
Lưu Thanh Vân đã bất ngờ cầu hôn Quách Ái Minh trên máy bay khiến cô hạnh phúc không nói nên lời. Lưu Thanh Vân được xem là người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại có trái tim ấm áp, yêu chiều vợ đến mức không ai có thể phủ nhận. Anh không phải người đàn ông thích nói lời lãng mạn, vì vậy khi cầu hôn Quách Ái Minh, Lưu Thanh Vân cũng khác người. Sau này khi được hỏi lại, Quách Ái Minh đã chia sẻ, cô rất ấn tượng vì lời cầu hôn khi đó. Anh ấy đã nhìn vào mắt tôi và nói, em có hai sự lựa chọn, hoặc là đồng ý lấy anh, hay là mở cửa nhảy ra ngoài. Lời cầu hôn nghe có vẻ đe dọa nhưng lại chứa đựng sự sở hữu trọn vẹn và khiến cô không thể không đồng ý trước tấm chân tình của bạn trai. Quách Ái Minh và Lưu Thanh Vân cứ thế nắm tay nhau đi qua những ngày giông bão. Trong làng giải trí đầy thị phi xô bồ, họ được xem là cặp đôi hiếm hoi khi từ chối cuộc sống xa hoa và chọn cách sống giản dị, chỉ muốn vun vén cho hôn nhân ngày càng trọn vẹn viên mãn. Hơn 25 năm bên nhau, dù tổ ấm không có tiếng cười của con trẻ nhưng với cả hai, hạnh phúc chỉ đơn giản là bên cạnh người mình yêu thương. Mọi người thường ca ngợi Quách Ái Minh là cực phẩm trong các bà vợ vì rất nhiều lý do. Mặc dù sự nghiệp Quách Ái Minh không đình đám như các hoa hậu khác nhưng cô luôn có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí. Năm 2006, Quách Ái Minh bất ngờ tuyên bố giải nghệ vì muốn toàn tâm toàn ý là người phụ nữ đứng sau lưng chồng. Lưu Thanh Vân sau này là một diễn viên nổi tiếng, sự nghiệp anh thăng hoa rực rỡ, anh còn từng đoạt giải ảnh đế tại liên hoan phim Kim Tượng, vì vậy việc bôn ba khắp nơi đóng phim là việc không thể tránh khỏi. Ấy vậy mà Quách Ái Minh bằng lòng theo chồng rong ruổi khắp nơi vì chỉ muốn ở bên cạnh nhau. Có những lúc mệt mỏi, không đi cùng chồng được, Quách Ái Minh lại lủi thủi ở nhà một mình, chăm lo nhà cửa chờ chồng trở về. Mấy năm nay, Lưu Thanh Vân liên tục ở đại lục đóng phim, Quách Ái Minh vừa là người phụ nữ dịu dàng tiếp thêm sức mạnh cho chồng, vừa là người quán xuyến mọi việc trong gia đình. Vốn là thạc sĩ ngành cơ khí, nên từ bóng đèn, ống nước cho đến máy móc trong nhà khi hỏng đều qua tay cô. Bên cạnh đó, cô còn là tay hầm chìa khóa trong gia đình, không chỉ quản lý tài chính trong gia đình mà còn giúp chồng đầu tư bất động sản. Dù vậy nhưng cả hai vợ chồng đều sống rất tiết kiệm và tích góp được khối tài sản kết xu. Nhiều người lo lắng cho cô khi phải sống cô đơn như thế, cô nhẹ nhàng chia sẻ, với tôi, chỉ cần một Lưu Thanh Vân đã đủ. Dù không có con nhưng cả hai không bao giờ cảm thấy thiệt thòi vì điều ấy. Đối với cả hai, đối phương là quan trọng nhất. Lưu Thanh Vân luôn cảm thấy khó chịu khi phải đi làm xa vợ, nhưng vì cuộc sống buộc lòng anh phải chấp nhận. Trên thực tế, sau 20 năm hôn nhân, vợ chồng không có ý định sinh con. Đối với họ chỉ cần là chỗ dựa tinh thần cho đối phương đã là thập toàn thập mỹ. Người xưa có câu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, hạnh phúc của cả hai không thể đong đếm bằng việc họ có một gia đình thế nào. Điều khiến người khác ngưỡng mộ họ chính là sự tin yêu tuyệt đối dành cho nhau, sau hơn 25 năm mà vẫn sắc son khiến ai cũng ghen tị. Quách Ái Minh rời khỏi làng giải trí. Những bức ảnh gần đây cho thấy khuôn mặt dịu dàng của cô trông giống nữ sinh năm 2015. Lưu Thanh Vân tự xưng hoàng đế tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông và hào phóng gọi tên người vợ yêu dấu của mình. Mỗi lần anh lên tàu vũ trụ và không biết đi đâu, em luôn cho anh trở về trái đất an toàn. Cảm ơn bạn. Nhận xét này đã lan truyền. Vợ chồng Lưu Thanh Vân mới đây cũng có một bữa tiệc với vợ chồng Lý Diệu Tường, bất ngờ vạch trần tình hình gần đây của Quách Ái Minh, người đã giã từ làng giải trí vào năm 2006 và không điều hành một trang mạng xã hội nào. Trong ảnh có thể là thấy Quách Ái Minh đeo kính gọng đen, nước da trắng nõn mịn màng, dù để mặt mộc nhưng vẫn có thể nhìn thấy được, cô ấy đã trưởng thành về tuổi tác, ngoại hình cũng không khác xưa là bao. Khó có thể nói cô đã 55 tuổi, người hâm mộ còn hành hương và đùa rằng họ lại được chứng kiến cuộc hôn nhân thần kỳ của hai người. Sự nghiệp của Quách Ái Minh. Quách Ái Minh sinh ngày 26 tháng 9 năm 1967 tại Hồng Kông. Năm 1991, cô tham gia cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hồng Kông với tư cách thạc sĩ kỹ thuật cơ khí của Đại học Nam California và giành chức vô địch Hoa hậu Thiện chí quốc tế, đây là lần duy nhất trong lịch sử. Cùng năm đó, cô ký hợp đồng với TVB để trở thành diễn viên truyền hình. Trải nghiệm điện ảnh và truyền hình. Sau khi cô trở thành nghệ sĩ TVB, cô sớm có cơ hội đóng vai chính trong phim truyền hình. Trong số phim truyền hình cô tham gia, đáng nói nhất là bộ phim Đại Thời Đại do cô và Lưu Thanh Vân đóng chính năm 1992. Trong phim, cô vào vai Long Kỷ Văn,
con gái của một thám tử Trung Quốc có ý chí mạnh mẽ và thích cạnh tranh, cô tình cờ gặp Phương Triển Bác và yêu anh. Phim không chỉ là sự hợp tác đầu tiên giữa Quách Ái Minh và Lưu Thanh Vân mà còn là tác phẩm đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Trong phim, Phương Triển Bác do Lưu Thanh Vân đóng, ngoài cuộc chiến kinh doanh thì tình cảm cũng xoay quanh Nguyễn Mai, do Châu Huệ Mẫn đóng và Long Kỷ Văn do Quách Ái Minh đóng. Không giống như Long Kỷ Văn thầm buồn trong phim, Lưu Thanh Vân và Quách Ái Minh trở nên gắn bó với nhau ngoài phim và cuối cùng kết hôn. Phim được bình chọn là số 1 trong 10 cảnh truyền hình kinh điển hay nhất năm 2006. Từ năm 1993 đến năm 1996, Quách Ái Minh đã giành được giải thưởng top 10 nghệ sĩ truyền hình hàng đầu của Netweekly trong 4 năm liên tiếp. Quách Ái Minh bắt đầu đóng phim điện ảnh đầu tiên vào năm 1993, đóng vai chính trong bộ phim Công Phu Phương Thế Ngọc 2 cùng với Lý Liên Kiệt và Tiêu Phương Phương. Sau đó, cô đóng vai chính trong các bộ phim như Hoa Trăng, Cơ Hội Sống, Ác Nhãn. Trong số đó, điều đáng nói là bộ phim Mục Lộ Hung Quang là lần thứ hai cô và Lưu Thanh Vân hợp tác. Bộ phim đã đạt rating 7,1 trên Douban, đồng thời được đề cử phim truyện hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã Đài Bắc lần thứ 36. Từ năm 1997 đến năm 2009, cô tham gia hai bộ phim Bệnh Thái Đô Thị và Tái Sinh, cũng như Trận Chiến Thế Kỷ, Cuộc Chiến Thế Kỷ, Trạng Sư Tống Thế Kiệt 2, Niềm Tin Một Đời, Phương Đức và Miêu Thúy Hoa. Và nhiều bộ phim khác, trong đó Cuộc Chiến Thế Kỷ cũng là phần tiếp theo của Đại Thời Đại. Lần này, Quách Ái Minh và Lưu Thanh Vân không chỉ đóng vai vợ chồng mà còn dàn dựng các cảnh tình cảm trong phim. Mặc dù Quách Ái Minh thỉnh thoảng xuất hiện trên màn ảnh trong những năm gần đây nhưng nhìn chung cô chỉ ngồi ở ghế sau, không phải vì sự nghiệp diễn xuất không suôn sẻ mà vì muốn hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé!